Beijing X7 có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4710 x 1892 x 1715mm, chiều dài cơ sở 2800mm. So với một số mẫu xe ở phân khúc CUV hạng C thì Beijing X7 có kích thước lớn hơn một chút. 3IC Beijing X7 có ngoại hình ấn tượng, mang thiết kế hiện đại như một chiếc xe sang. Phần đầu xe, toàn bộ hệ thống đèn đều sử dụng công nghệ LED, có hiệu ứng chào và kèm định vị ban ngày. Nối giữa hai cụm đèn trước là một thanh nẹp mạ chrome. Lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn và những chấm nhỏ mạ chrome dạng ma trận. Trên cản trước có hai khe gió nằm dọc và đèn sương mù. Nắp capo được thiết kế vừa dài vừa bề thế, mang đến cảm giác xe trường và sang. Phía trên là sự xuất hiện của logo Beijing. Phần thân xe có tay nắm cửa có thể tự động đẩy ra co vào. Chạy dọc theo thân xe có chi tiết mạ chrome trang trí tạo nên nét khỏe khoắn thể thao. Xe được 3IC trang bị la răng hợp kim đa chấu có kích thước 18 hoặc 19 inch tùy phiên bản. Phía đuôi xe là cụm đèn hậu nối liền nhau bằng một dải đèn LED, tạo điểm nhấn bằng các nét đứt. Hệ thống ống xả kép, hình thang mạ chrome, cốp xe có tính năng mở cảm ứng. Khi chủ xe mang đồ đến gần, cốp xe sẽ tự động mở. Chiếc crossover 5 chỗ Beijing X7 được thiết kế có cửa sổ trời toàn cảnh. Bước vào khoang cabin, điểm nhấn đầu tiên là màn hình kép Full HD kích thước 12,3 inch, gồm cụm đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm trải dài trên bảng táp lô, camera 360 độ có độ nét tốt. Vô lăng ba chấu chỉnh cơ được bọc da cùng với nhiều nút điều khiển cảm ứng. Màn hình khu vực điều khiển trung tâm là màn hình Full HD, cụm điều hòa được thiết kế dạng cảm ứng. Xe có hệ thống đèn LED nội thất 10 màu, đèn trần LED, hệ thống đèn sẽ tự động mở khi người lái đứng gần. Phiên bản 1.5 MT, 1.5 LT trang bị ghế nỉ hàng đầu chỉnh cơ, còn bản 1.5 Premium ghế được bọc da. Hàng ghế đầu được chỉnh điện, ghế lái tự động lùi khi tắt động cơ, có chức năng sưởi, thông gió ở cả hai hàng ghế. Beijing X7 được trang bị động cơ 1,5 lít twin turbo, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực, mô men xoắn cực đại 275 Nm, công nghệ phun xăng điện tử GDI cùng hộp số ly hợp kép cho hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống truyền động của chiếc xe X7 là loại dẫn động cầu trước FWD. Beijing X7 phiên bản MT là hộp số sàn 6 cấp và hai bản còn lại là hộp số 7 cấp, phanh tay và cần số điện tử. 3IC Beijing X7 có 3 chế độ lái gồm thể thao, tiết kiệm và tiêu chuẩn. Xe được trang bị các công nghệ khác như ABS cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lên dốc xuống dốc, kiểm soát lực kéo, giữ phanh tự động, cảm biến hỗ trợ đổ xe. Beijing X7 1.5 MT được trang bị 2 túi khí. Beijing X7 1.5 Elite có 4 túi khí và bản cao nhất là Beijing X7 1.5 Premium có 6 túi khí. Tại thị trường Việt Nam đang được bán với hai màu trắng và bạc với mức giá đi kèm là từ 528 đến 688 triệu đồng tùy phiên bản.